Sáng nay có khách quen gửi cho một con máy màn hình bể nát, mặt lực rồi yêu cầu thay phục hồi lại. Rồi, giờ mình tiến hành mình tháo nha. Rồi ốp lưng vẫn thay được nha các bạn, máy vẫn còn chạy bình thường. Ok, này thay màng thôi, mình sẽ tiến hành thay màng. Mình đang tháo cái mặt lưng để cách ly pin nhé. Rồi con này thay màng thì phải tháo cái cụm pin này ra. Ok, rồi đi mua cọng cáp mới thay vào đây. Cái này thì mình sẽ tiến hành trước khi tháo màng dán bằng keo để không bị dằn miếng. Đã thay màng một lần rồi cho nên là mình mở cũng rất là dễ nha các bạn. Rồi ok, này cho anh khách trước đây dán màng không chịu tháo làm tiền nhé. Ok, rồi hai thôi. Trước khi dán lại màn thì các bạn dọn keo nhé. Đi mua màng về là thay thôi là nhất.